Quang Vinh rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong bản tin FBC tối nay. Trước hết sẽ là phần 1 của bản tin trong nước với những nội dung chính sau đây. Theo dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước, các máy ATM có thể phải trang bị thiết bị chống trộm để bảo đảm an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh xin chủ trương triển khai xây dựng quảng trường lớn nhất Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế nhập khẩu xăng dầu. Thưa quý vị, trong một văn bản vừa được Bộ Tài chính gửi đến các doanh nghiệp đầu mối, mức thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu vẫn được giữ nguyên như cũ, trong đó cao nhất là thuế nhập khẩu xăng ở mức 18%. Theo công văn của Bộ Tài chính, việc giữ ổn định mức thuế nhập khẩu là nhằm tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh và quản lý của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu được giữ nguyên ở mức 18% với mặt hàng xăng, 14% với dầu diesel, 16% với dầu hỏa và 15% với dầu mazut. Trong một cuộc họp của Bộ Tài chính hồi đầu tháng 7, nhiều người đã đặt vấn đề về việc giảm thuế. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Quản lý giá, thuế suất hiện hành vẫn ở mức thấp nếu so sánh với mức tối đa là 40% theo luật xuất nhập khẩu. Hơn nữa, việc thay đổi thuế nhập khẩu xăng dầu cần phải cân nhắc kỹ và có thực hiện lộ trình để tránh ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 19 lần điều chỉnh, riêng mặt hàng xăng tăng 5 lần và giảm 3 lần, với mức giảm mạnh nhất là 600 đồng một lít từ ngày 18 tháng 8. Theo một dự thảo của Ngân hàng Nhà nước, có thể thời gian tới toàn bộ máy ATM đặt bên ngoài ngân hàng phải được trang bị thiết bị cảm biến, camera và máy phát tín hiệu nhằm bảo đảm an toàn. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, ATM là nơi cất giữ tiền mặt và thường xuyên giao dịch với khách hàng nhất. Do đó, đơn vị này đang dự thảo một thông tư quy định các điều kiện kỹ thuật nhằm chống việc mở, di dời và đập phá trái phép. Cụ thể, các máy ATM phải trang bị thiết bị cảm biến để nhận biết các tác động với các cường độ lớn. Các thiết bị báo động có kết nối với trung tâm giám sát, phần mềm theo dõi tình trạng và lượng tiền trong máy, cũng như hệ thống camera nhận diện các hành vi gian lận, giám sát hình ảnh của quá trình giao dịch. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các máy ATM phải được bảo trì tối thiểu 6 tháng một lần và có người của tổ chức quản lý giám sát. Sắp tới, dự thảo sẽ được đưa ra lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân có liên quan và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm sau. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố chiến lược ngành công nghiệp ô tô. Tham dự hội nghị lần này, nhiều doanh nghiệp trong ngành tiếp tục kêu khó vì vấn đề thuế phí quá cao. Hiện nay, ô tô Việt Nam đang phải chịu 4 loại thuế, phí bao gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng và trước bạ. Đặc biệt là ô tô sản xuất trong nước đang có giá thành cao hơn 20% so với ô tô nhập khẩu. Theo phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, đây chính là lý do khiến cho ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam từng bị coi là thất bại, trong khi các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia có tỷ lệ nội địa hóa là 40% đến 70%, thì Việt Nam chỉ mới dừng lại ở mức là 10%. Để ngành công nghiệp ô tô phát triển trong thời gian tới, các doanh nghiệp đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như công bố lộ trình giảm thuế xe nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN để cho các doanh nghiệp chủ động tính toán. Theo chiến lược ngành, đến năm 2035, sản xuất ô tô trong nước sẽ đạt sản lượng hơn 1,5 triệu chiếc và đáp ứng tới 65% nhu cầu về linh kiện và phụ tùng trong nước. Và trong chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 2.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đầu tư xây dựng quảng trường Thủ Thiêm, quảng trường lớn nhất Việt Nam. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố xin chủ trương sớm triển khai dự án xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là gần 2.000 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án có tổng diện tích quy hoạch gần 30 hectare, trong đó quảng trường trung tâm rộng hơn 20 hectare, còn lại là công viên và bờ sông, quy mô sử dụng lên đến hơn 400.000 người. Quảng trường trung tâm và công viên bờ sông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là không gian công cộng lớn nhất nước, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, lễ hội văn hóa, chính trị phục vụ người dân thành phố và du khách. Việc xây dựng quảng trường Thủ Thiêm cũng sẽ tăng sức hấp dẫn đầu tư với các dự án trong Thủ Thiêm, đặc biệt là các dự án thuộc khu lõi trung tâm.
Trước đó, vào cuối tháng 5, Thủ tướng đã đồng ý cho phép thành phố triển khai dự án xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông theo hình thức BT. Và xin được chuyển sang thông tin của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, chứng khoán hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 8, xu thế giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã làm cho VN Index không thể có thêm phiên tăng điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Mở đầu phiên giao dịch, thị trường tiếp tục diễn biến tích cực. VN Index duy trì đà tăng điểm tốt. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tăng dần khi chỉ số sàn HOSE tiến về mốc 630 điểm. Thị trường có dấu hiệu rung lắc, các mã vùng hóa lớn lùi về sắc đỏ hoặc tham chiếu, khiến cho nhà đầu tư nghĩ đến phiên điều chỉnh của VN Index. Bước sang phiên chiều, sắc đỏ bắt đầu chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu blue chips rơi vào tình trạng giảm giá. Mặc cho bên bán tích cực bán chốt lời, nhưng lực mua vào cũng không hề thấp, đã giúp cho hoạt động giao dịch vẫn duy trì sự sôi động. Kết thúc phiên, VN Index giảm nhẹ 0,05% về mốc 628,77 điểm, thanh khoản đạt trên 2.700 tỷ đồng, tương đương trên 157 triệu đơn vị. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng có phiên sáng đầy khởi sắc nhưng lại suy yếu dần vào phiên buổi chiều. Tâm điểm trong phiên thuộc về PVX của xây lắp dầu khí với khối lượng khớp lệnh hơn 22 triệu đơn vị và các phiên ở mức giá trần. Giao dịch của sàn Hà Nội vẫn duy trì khá tích cực. Đóng cửa thị trường, HNX Index tăng 0,23% lên 85,89 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 81 triệu cổ phiếu, ứng với 940 tỷ đồng. Trong phiên ngày hôm nay, khối ngoại đều tăng lượng bán ròng trên cả hai sàn, trong đó bán ròng mạnh hơn 134 tỷ đồng tại sàn HOSE và 14 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 1 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung đáng chú ý. Xuất khẩu hồ tiêu dự báo sẽ đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Khác biệt về chủng loại cao su nguyên liệu khiến cung cầu trong nước không gặp nhau.